cái gì vậy, hả à? cái gì vậy, bà đang làm video, à, về trai con chúng em làm gì vậy, đi về à, hả, à? đưa đây vé, đây à? à, để, để ba làm video với nha, chào à, các bạn nha, mình à, lại tiếp tục à, gặp các bạn đây, thì hôm nay mình à, tiếp tục chia sẻ với các bạn đó là ngành nghề ve chai, thì hôm nay mình giới thiệu các bạn đến là, là môn, môn tức là artimon đấy các bạn phải hiểu thế mon nó khác nhôm khác sắt khác đồng bởi vì quặng nhôm quặng sắt quặng mon rồi đều là có hết nên là các bạn là phải tìm hiểu nha thì cũng như bao video khác thôi nhân thì chỉ có chia sẻ cuộc sống đời thường như vậy thôi chúc các bạn là những gì tốt đẹp nhất, luôn luôn có sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống, luôn nở đủ cười để chiến thắng đại dịch. Vì hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và cuộc sống của chúng ta cũng đang gặp nhiều khó khăn. Thì đối với những người nào có gia đình ở trong này thì cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn một tí. Còn những người nào mở trọ mà công việc không ổn định á, thu nhập thường ngày không không ổn định thì nay đây gặp khó khăn nên cần được sự hỗ trợ của các đoàn thể các mạnh tướng quân nói ra chung vậy thôi còn mình thì ở trong này là cũng mấy tháng rồi cũng được cả một lần nhà tỉnh hỗ trợ hôm trước mình có nói đó bao nhiêu kỳ gạo với bao nhiêu đồ đấy thì nói chung dù ít nhiều thì cũng có rồi thì bởi vì thường ngày thì mình tự mình cứu mình thôi chứ mình chờ người khác cứu mình thì có lại xuống lũ rồi và đó mình nói chân tình luôn cái gì cũng được thật nên mong rằng các bạn hãy luôn luôn giữ được là bình tĩnh để chống được đại dịch. Không nếu không là mình nói thật các bạn, các bạn mà lỡ làm cái gì này không tốt rồi nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình các bạn, ảnh hưởng đến thân các bạn và có thể mắc bệnh rồi cũng có thể là nhiều chuyện xấu xảy ra. Nên chúng ta phải luôn luôn thật sự bình tĩnh và để chiến thắng đại dịch thì trước khi vào video thì mình đôi đôi lời vậy thôi thì đối với atimon mon á, thì nói chung đây là cũng là mon các bạn đây là bình xăng xe xe máy và ổ khóa cũng như là các uh, móc tay của xe máy cái móc á thì nói với bình xăng xe máy á thì nó không phải làm bằng atimon hết đấy các bạn có nhiều xe máy nó làm bằng nhôm còn hầu như là Matimon Đấy Cái bình xăng tre này là bình xăng của thằng 67 Bình xăng này còn xài được các bạn Nó Đang xài được đấy nhưng mà Nó hư một cái gì đó họ bỏ ra thôi Nhưng mà mình về phục hồi lại là còn được Mình mình không phải là ngành nghề sửa xe máy Nhưng mà mình nhìn cái nào còn xài được là mình biết Nên cái mon này thì Nó Có giá cả thế nào Và mua bán ra sao thì tôi nói các bạn là cái mon này á là nó rẻ hơn nhôm hơn đồng đắt hơn sắt và cái mon xe máy này nó đắt hơn cái mon ổ khóa này <laughs> nó hay vậy đấy cũng là mon đấy các bạn nhưng mà đắt hơn nên các bạn muốn biết thì các bạn phải tìm hiểu cái mon này muốn bán được các bạn thế nào ví dụ Chỗ vừa mua một cái này 12.000 thì các bạn đi mua 10.000, 11.000, 8.000. Các bạn bán một ký 25.000 thì các bạn mua 20 hoặc 20.000. Thì các bạn phải tìm hiểu cái đầu ra ở chỗ các bạn như thế nào. Còn chủ nhân thì nhân đi mua không theo thời điểm. Thời điểm cao nhất thì 15.000, còn thời điểm bình thường thì 10.000, một cái bình xăng này. Rồi nhân về bán kiếm cái 2.000, đó là nhân châm từ thật luôn. Không phải chỉ dấu chiếm cả đó là về cái ổ khóa cái món này. Một cái ổ khóa này thì một cái món ổ khóa này ở bình xăng này thì nó có cái 4 lạng có cái 5 lạng. Nên thử theo thời điểm. Nếu bán được ký à, hâm hâm mấy 23.000 5.000 thì mua cái 10.000 thì cũng bán được là Thời được cái mấy ngàn, 2.000. Nghìn. Còn mà mua ký cũng vậy. Các bạn nó hiểu thế. Còn cái ổ khóa này là tổng thể ổ khóa này thì nó có lạng mấy thôi, 2 lạng nhưng mà vật thiết đây nhựa đầy cùng lùng sắt thì nó có có lạng à lạng hơn lạng xíu nên các bạn phải biết tìm hiểu được cái ổ khóa này ví dụ ở vừa mua bốn ngàn cái thì các bạn đi mua ba ngàn một cái ba ngàn rưỡi về các bạn bán bốn ngàn đấy một ký hay một cái thì nhân là chia sẻ với các bạn rồi nó đều giống nhau hết nên các bạn không tìm hiểu rồi các bạn là cứ nói là ông nói vòng vo không hiểu cái gì thì các bạn phải tìm hiểu hết cái video người ta nói cái gì rồi mới biết được. Rồi cái này, cái móc che. Thì cái này như thế này là bằng gì? Bằng lấy cái đoàn, bằng nhôm đó các bạn. Nhôm nó nhẹ hơn, mon nó nặng hơn. Đấy. Cái này bằng bằng mon này, nó nặng hơn. Cái này bằng nhôm nó nhẹ hơn. Nên cái này bán mon thì nó là rẻ hơn cái mon. Mon này vì món này là món tốt hơn cái món mộc khóa này nên các bạn phải phân biệt được cái món nó không giống nhau đâu rồi món ở chỗ bình bình ga đó rồi à, bếp ga cũng có món có cái làm bằng món có cái làm bằng sắt có cái làm bằng đồng rồi các ủ, à, các à, vòi nước vặn ra thì cũng có cái làm bằng atimon có này này làm bằng đồng có lại làm inox tùy, tùy theo nên chúng ta phải biết được là như thế nào rồi chúng ta mới đi mua bán được thì mon như hiện tại được hôm trước nhân bán ổ khóa này là hai mấy ngàn một ký đấy đấy thì nhân cũng mua kiếm ký mấy ngàn thôi rồi bình xăng này cũng vậy cũng hai mấy ngàn ký thì nhân cùng vậy thôi bởi vì cái bình xăng nó dù cái bình xăng này bán được 25 thì bị ổ khóa này bán thì 23 thôi 22 thôi nó chênh lệch nhau mấy ngàn ký nó khác hơn cái bình xăng này rồi bình xăng này nó chủ yếu là 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 Atimon tốt và nó không có sắt gì nhiều nó chỉ có mấy cái, cái ốc vằn thôi còn cái này nó liên quan đến nhiều thứ lắm Đó, nhựa, nhũng, đùm, đùm, sát. Đến, đến nó nhựa nhúng tùm nhúng sắt rồi đến nên nó 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 cái giá cả nó khác nhau nha các bạn nên các bạn phải tìm hiểu nha rồi các bạn đi mua bán rồi các bạn sẽ biết thôi không có gì khó cả cái kho nó cái khôn thôi tự mình đi làm tự mình mày mò tự mình tìm hiểu rồi học theo các đồng nghiệp thì các bạn phải làm được như nhân thôi nhân cùng trước đây nhân làm có biết cái mũi sơ gì đâu <laughs> nhưng mà thời gian thì nó làm lấy cái kinh nghiệm thôi trải thôi trải nhiều thì nó mới mới làm mới biết được nên hôm nay nhân chia sẻ lên đây là các bạn biết được một phần rồi đấy còn một phần nữa là các bạn tức là năm 100 thì nhân cho các bạn 50 rồi Còn 50 các bạn phải tìm hiểu Rồi các bạn đi mua Các quảng bán nhá. Thôi đến đây nhân chào các bạn nhá. Nhân chỉ chia sẻ Đơn giản vậy thôi Người nào hiểu Thì đi tìm tòi Là sẽ hiểu Còn người nào không hiểu Thì cho dù nói hết cả ngày Cũng không hiểu mà Cảm ơn nhá. Cảm ơn sự yêu mến của mọi người Chào nhá chào mọi người nha